thích ăn cay không? Thích. Em thích ăn cay lắm, giỏi lắm đó. Thì em có biết buldak bokkeum myeon không? Hả? Buldak Pokemon. Không phải là Pokemon. Cái vô Pokemon là một cái nhân gì hả? Mon chứ. Nhưng mà buldak bokkeum myeon cay lắm, em ăn được không? Mà cay thì làm sao cay bằng món Việt Nam được, đúng không? Mà Việt Nam thì em ăn cay được hết. Nhưng mà em ăn là chết nha. Anh ơi chết nha. Không tin. Nha. Nhưng mà em thấy món Hàn Quốc có cay không? Cay một chút thôi. Không. Cay một chút thôi hả? Có một chút thôi. Em đây một chút nha, anh nấu cho. Nhanh lên nào. Tôi không có thời gian. Dạ. Cho em ăn xong mắt em hút cái của Momo hả? Trời ơi, mất dạy. Mày. Trời ơi. Muốn chết. Nghĩ vậy hả? Thấy sao? Thấy ngon. Thấy mùi. Mùi gì? Rong biển. Trời ơi, mùi. Không có mùi rong biển. Mùi là rong biển nè. Mùi là... Không biết. Chẳng chỉ là thấy là cái này là rong biển nên nó là mùi rong biển. Thì em nói là món Hàn Quốc không cay đúng không? Đúng rồi. Thì em ăn thử đi. Anh có cố ý làm cay không hay là nó như vậy? Không, như vậy luôn. À, nó như vậy hả? Cay rồi nè. Ngon quá. Ngon quá. À, nhưng mà cay quá hả? Không cay. À, nhưng mà ngon quá. Không cay hả? Một chút. Ngon. Không sao. Không sao. Không cay. Tại sao em thò như vậy? Cái này là cảm xúc lúc ăn mì thôi. Ồ vậy hả? Đúng rồi. Ăn mì kiểu cảm xúc là thở. Đúng rồi, mì ở Việt Nam cũng như vậy mà. Đúng rồi. Ăn đi. Đúng rồi. Cho em khăn giấy được không? Em không bằng muối hả? Không. cái này là cảm xúc. Cái này mà có nhiều cái còn trời lặng mưa đó mà xem phim mà buồn thì ăn để giống như là kiếm cớ đã khóc đó. Ai hỏi là ơ tại sao khóc, không mì cay đó thôi. Mà anh biết em ăn như này em phải cho em uống Pepsi chứ. Không, em nói là không cay mà tại sao uống Pepsi? Nhưng mà ăn mì ngon nhất là uống Pepsi mà. Ngon quá. Nhưng mà tại sao nhiều vậy? Một phần mà nhiều như vậy hả? Em muốn Pepsi. Ngon quá. Delivery Pepsi cho em đi. Không có delivery. Đúng rồi hả? Ngon quá. Mà phải cho uống nước chứ. Sắp hết rồi nè, không cay. Bình thường thôi. Đúng rồi, không cay. Cứ nói là không cay mà biết ngay là cay. Cái này chỉ có là... bỏ kim chi được không? Cho kim chi đi. Kim chi bưng ra. Bưng ra, Pepsi bưng ra. Nhưng mà kim chi ăn kim chi không? Kim chi là cay lắm đó. Mau lên, đừng nói nữa. Thì làm thôi. Không cay. Không cho thì mất chạy quá. Kim chi đã to. Không cay đâu, chỉ là một chút thôi. Có ai như vậy hả? Kim chi bưng ra đây. Cảm ơn chị nha. Không có Pepsi bưng ra hả? Không có Pepsi. Dơ như vậy hả? Sống như vậy hả? Thì ăn luôn. Dám ăn xin hả? Cũng ăn. Chủ ăn mà. Ngon quá. Mà kim chi đắng quá. Trời ơi, lâu rồi. Kim chi mà dỗ. Hôm 3 tháng rồi. Nhưng mà tán thật mà. Không thấy hả? Tán lắm. Chắc là em tặng vị. Đổi vị, mất hết các cảm giác. Mà răng màu cam á. Đừng cười nha. Các bạn có thấy Lũng ăn giỏi không? Đừng cười nha. Ăn hết luôn rồi kìa. Wow. Ăn hết luôn. Em suy nghĩ là anh cố ý bỏ cay hơn đúng không? Không, như vậy luôn. Như vậy luôn hả? Không tin được. Chưa ăn bao giờ cho nên không bao giờ biết được. Chị ăn hẳn một miếng được không? Trời ơi, đắng. Hết rồi nè. Giỏi không? Giỏi quá. Xong rồi, Nhi ăn một mình đi, Dũng đi delivery Pepsi. Không, ăn hết giống đi thì mới cho uống Pepsi. Tủ lạnh nhanh lên. Kiểm tra tủ lạnh, đúng rồi. Tin cũng được. Không có. Phải úp. Phải úp. Phải úp. Bưng ra. Thử đi, nhưng mà không có ga. Uống đi. Một chút thôi hả? Một chút thôi. Nè. Muốn mà ăn kim chi không? Lũ kiếm cái khác đi. Em thấy cay không? Cay, cay nhiều. Cay không? Thấy em không? Xin lỗi. Vì cũng là không cay. Nhưng mà cay. 오늘의 영상은 여기까지. 안녕. 안녕.